Xin chào, mình là Ben đây. Bạn có để ý rằng nếu như có một giải thưởng dành cho người bị coi thường nhất bộ truyện One Punch Man thì có lẽ giải nhất chắc chắn sẽ thuộc về Saitama chứ không phải là một ai khác. Vì đã có rất nhiều lần trong truyện, Thánh Hói đã bị hết người này tới người khác xem thường, cho dù đó là một kẻ yếu đuối hay là một anh hùng hay là một quái vật. Hễ cứ có cơ hội là ai cũng có thể coi thường Saitama. Có lẽ hầu hết lý do mà Saitama bị coi thường là do ngoại hình của Thánh Sai khiến cho người ta nghĩ rằng tên hói này là một kẻ yếu đuối, không có sức mạnh. Đã vậy, khi Thánh Sai thể hiện sức mạnh thì nhiều kẻ còn nghi ngờ anh gian lận hoặc là quái vật quá yếu, vân vân. Nói chung là chuyện Thánh Sai bị coi thường có lẽ đã trở thành một món đặc sản của One Punch Man luôn rồi. Và video hôm nay chúng ta hãy cùng điểm lại những lần mà Thánh Sai đã bị người khác coi thường vì không biết được sức mạnh của anh nhé. Bắt đầu cho những lần Saitama bị coi thường thì sẽ là lần mà Thánh Trọc đã đấm bay viên thiên thạch khổng lồ đã đâm vào thành phố Z. Ở lần giải cứu này, Saitama đã đấm thiên thạch vỡ thành nhiều mảnh vụn, đâm xuống khu vực dân cư. Hậu quả là khiến cho rất nhiều tòa nhà, đường phố bị hư hại nặng nề. Mặc dù Saitama đã cứu được rất nhiều người trong thành phố Z, thoát khỏi hoàn cảnh phải đi gặp chầu ông bà sớm. Vậy mà đổi lại cho lòng tốt của Saitama là những tiếng trách móc, chửi rủa của những người vừa mới được Thánh Sai cứu thoát khi mà tưởng chừng như là họ đã đi đến cửa tử. Không chỉ bị người dân chửi rủa một cách thậm tệ vì họ đã đổ cho Saitama trách nhiệm là đã làm hư hỏng nhà cửa, đường xá, mà Thánh Hói còn bị coi thường một cách thậm tệ bởi hai thành viên trong hội ba lỗ của Tăng Top Master là Tăng Top Tiger và Tăng Top Black Hole. Saitama đã bị cả hai người này vu khống là gian lận trong việc thăng cấp. Họ cho rằng Saitama đã dựa hơi các anh hùng lớp S để thăng lên hạng 5 lớp C chỉ trong thời gian ngắn. Cụ thể là cả hai người đã cho rằng Saitama chỉ đến và góp mặt và không cần phải làm gì trong vụ việc phá hủy thiên thạch vì các lớp S mới là người đã làm công việc đó. Nhờ vậy mà Thánh Sai đã thăng cấp rất nhanh. Hai anh em nhà ba lỗ còn kéo mọi người đã hùa theo chửi Saitama và đổ lỗi cho Thánh Sai đã phá hủy thành phố. Cũng chính vì vậy mà Sai Hói mới bị chửi. Vì coi thường sức mạnh của Thánh Sai mà hai anh em ba lỗ đã dở thói ma cũ bắt nạt ma mới và tính hội đồng Saitama. Nhưng mà với sức mạnh của Thánh Sai thì ai cũng biết, ngay lập tức cả hai người đã bị hạ trong vòng một đốt nhạc. Thậm chí là Sai chỉ cần đứng yên một chỗ cũng đủ để khiến cho hai anh em ba lỗ phải khóc thét. Kết quả là Thánh Sai cũng mặc kệ những lời chửi rủa nhắm vào anh. Và anh còn khẳng định là anh không quan tâm đến chuyện mọi người bị thiệt hại, vì anh chỉ làm đúng công việc của anh hùng thôi. Ý kiến ý cò con mèo, thế cho nó vuông. Samurai Nguyên Tử không chịu bắt tay Saitama. Lần tiếp theo mà Thánh Sai bị coi thường chính là bởi anh hùng hạng 4 lớp S, Samurai Nguyên Tử. Cả hai đã có cuộc gặp mặt nhau tại trụ sở của Hiệp hội Anh Hùng trong lần xít cho gọi các thành viên S-Lad tới để họp khẩn cấp. Thánh Sai đáng lý sẽ không được mời đến để tham dự cuộc họp này, nhưng vì lúc đó đang ở cùng với Bang và Genos, nên là cậu học trò cưng đã đưa Saitama theo cùng. Genos đã nghĩ rằng một chuyện khẩn cấp cần đến toàn bộ lớp S thì cần tới sức mạnh của Thánh Sai sẽ giúp ích được cho nhiều người. Nhưng có tình huống xấu xảy ra, Thánh Sai đã rất hăng hái khi mà nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có cơ hội để phô diễn sức mạnh và giúp ích cho Hiệp hội Anh Hùng. Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao khi mà chỉ vì Sai Hói là một anh hùng lớp B nên khi vừa gặp mặt Samurai Nguyên Tử đã ngay lập tức tỏ ra coi thường anh Hói. Mặc dù đã được Nanh Bạc giới thiệu là dù là một anh hùng lớp B nhưng Thánh Trọc rất tiềm năng và sẽ sớm trở thành S-Lad, nhưng Kamikaze không quan tâm tới lời giới thiệu của Nanh Bạc về người anh hùng lớp B có cái đầu trọc lóc này. Thánh Sai với toàn bộ kiến thức của một người đàn ông lịch sự đã chủ động bắt tay và chào hỏi với ông chú trung niên trước mặt. Thế nhưng Samurai Nguyên Tử đã ngay lập tức gạt tay của Saitama qua một bên, kèm theo một câu khinh thường ra mặt, đó là ta chỉ thừa nhận những kẻ có sức mạnh mà thôi, và khi nào leo lên được cấp S thì ông sẽ tới mà chào hỏi. Còn bây giờ, Saitama không đủ trình để ông quan tâm. Saitama mặc dù đã quen với việc bị coi thường, nhưng cũng cảm thấy khá là bất ngờ trước thái độ của Samurai Nguyên Tử. Đặc biệt là việc Kazekage tự coi mình còn trẻ, trong khi nói với Thánh Sai rằng ông chỉ mới có 37 tuổi thôi, nên chưa đến tuổi trung niên đâu. Suiryu coi thường Saitama. Một lần khác, Thánh Sai đã bị coi thường, đó chính là khi anh tham gia cuộc thi đấu võ thuật thường niên Super Fight. Tại cuộc thi này, Saitama đã bị hết người này đến người khác coi thường vì vẻ ngoài có phần ngu ngơ của mình. Dù trước đó, Thánh Sai đã hạ tất cả đối thủ của mình chỉ bằng một đòn. Đặc biệt là Suiryu đã rất coi thường Thánh Sai khi nghĩ rằng Sai Hói không thể nào mạnh bằng mình được. Dù cho Saitama đã hạ người từng vô địch giải Super Fight là Bakugan cũng chỉ bằng một đòn. Trong trận đấu giữa Thánh Trọc và Suiryu, Thánh Sai đã liên tục bị Suiryu cà khịa khi mà nói rằng
Saitama hãy làm cho mình cảm thấy vui vẻ với trận đấu này. Và không chỉ vậy, Suryu còn cố tình đá không trúng Thánh Sai khi mới bắt đầu trận đấu vì xem thường sức mạnh của anh, cũng như là phô diễn kỹ thuật của mình. Nhưng những cú đá mà Suryu tạo ra với những cơn gió suýt tí nữa thổi bay bộ tóc giả của Saitama, và anh chàng võ sĩ còn gọi đó là màn khởi động của mình. Mặc dù là Suryu công nhận Saitama mạnh là thế, nhưng anh lại tự xếp mình có sức mạnh hơn Saitama khi dõng dạc tuyên bố rằng dù có thế nào anh cũng sẽ là người chiến thắng, và nói rằng Saitama hãy cố mua vui cho mình bằng một trận đấu thật vui vẻ. Nhưng mà người đời có câu 30 chưa phải là Tết mà là giao thừa, à nhầm, là phim hay phải chờ tới hồi kết. Và đúng như vậy, Suryu đã phải trả giá cho sự xem thường của mình đối với sức mạnh của Thánh Sai, đặc biệt là khi anh tỏ ra xem thường anh hùng, khi gọi đó là những thứ tạp nham, cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm và bị coi thường một cách quá đáng. Saitama đã ngay lập tức khiến cho Suryu đái ra máu chỉ bằng một cú đấm nhẹ nhàng vào không khí với áp lực xé toạc cả áo của Suryu, dù cho anh chàng võ sĩ đã đứng xa tới 2m theo quy tắc giãn cách. Sau khi bị Suryu coi thường, thì Thánh Sai đã có một màn Red Buta lại Suryu khi nói rằng võ thuật là cử động làm sao cho ngầu, chứ cũng chẳng có gì ghê gớm. Sau đó thì Thánh Sai đã dùng tuyệt kỹ Uẩn Mông Đại Pháp khiến cho Suryu văng ra khỏi võ đài trong sự ngỡ ngàng bàng hoàng. Suryu cũng lần đầu tiên trong đời biết đến sự thất bại là như thế nào khi đã bị kẻ mà mình coi thường đánh bại. Saitama bị chơi chách tại trận Deep Sea King. Lần coi thường cay đắng nhất theo mình cảm nhận được cũng chính là lần mà Thánh Chọc đã đấm bay màu tên vua biển. Cụ thể thì trong lúc tất cả các anh hùng có mặt ở đó đã bị đánh bại và chỉ còn mỗi xe đạp ôm là cố gắng chạy cối cầu kéo thời gian, thì Thánh Sai đã xuất hiện kịp lúc đã hạ Deep Sea King trước sự chứng kiến của hơn 100 con người. Saitama trước khi hạ gục vua biển đã lãnh trọn cú đấm vào đầu, nhưng khi một cô gái trong đám người nói là Saitama dường như đã ăn một đấm mà vẫn không sao, thì tất cả mọi người đã tỏ ra coi thường Thánh Sai khi cho rằng cô gái kia đã nhìn nhầm. Thế nhưng mà sau đó, Saitama chỉ với một cú đấm duy nhất đã khiến cho Deep Sea King lên bảng đếm số và thậm chí là còn dập tắt luôn cả cơn mưa. Sau khi hạ được vua biển sâu thì Saitama đã ngay lập tức được mọi người tung hô khi mà anh đã tiêu diệt con quái vật chỉ bằng một đấm. Thế nhưng ngay lập tức trong đám đông đã có một tiếng cất lên chê bai và xem thường những người anh hùng khác chỉ vì Saitama là một anh hùng lớp C nhưng lại có thể dễ dàng hạ gục được con quái vật. Mặc dù đám đông đã cố gắng bênh vực cho các anh hùng, thế nhưng vì lời nói của tên này mà danh dự và uy tín của các anh hùng đã bị chà đạp và ít nhiều cũng có người đã bị ảnh hưởng bởi những lời nói đó. Saitama biết là mình cần phải lấy lại danh dự cho các anh hùng nên đã chủ động nói dối là các anh hùng đã làm suy yếu vua biển sâu và anh đã đến muộn để tranh công. Chính vì thế mà trong đám anh hùng đã có những người khinh thường Thánh Sai khi nói rằng anh đã ăn gian để lên hạng và tin vào lời nói dối của Saitama. Thật sự đáng tiếc, khi mà suýt chút nữa thì sức mạnh của Thánh Sai đã được công nhận, nhưng vì một vài lời nói của một kẻ đáng ghét đã khiến cho Saitama đành chấp nhận bản thân mình bị coi thường để bảo vệ danh dự cho các anh hùng khác. Saitama bị Tatsumaki chế giễu. Cũng trong lần mà Saitama đến cuộc họp của các S-Class sau khi bị Samurai Nguyên Tử coi thường, thì Saitama đã bị chị đại Loli chế giễu khi nói rằng Saitama chỉ là một tên nhãi nhép vì anh hói là một anh hùng lớp B. Thậm chí Saitama còn bị coi thường tới mức Tatsumaki cảm thấy mình không được tôn trọng khi phải ngồi cùng bàn với Sai Hói qua cầu trách móc nành bạc là không thấy bất lịch sự với các S-Lab khi dẫn theo một tên lớp B đến đây. Không chỉ dừng lại ở đó, Tatsumaki còn nói thẳng mặt Saitama là đến cuộc họp với ý định kết thân với các anh hùng lớp S. Sau đó thì vì cuộc tấn công của Boros mà cuộc họp đã bị gián đoạn, mà Saitama đã phải lên tàu của chúa tể vũ trụ để đấm bay màu tên ngoài hành tinh bằng cú đấm nghiêm túc. Kết thúc trận đấu, Saitama bước ra phi thuyền và bị Tatsumaki hỏi là lớp B thì làm sao lên phi thuyền được. Đã vậy còn không cần đến Saitama, chị đại cũng có thể giải quyết được tất cả. Nhưng chị đại không biết rằng nếu không có Thánh Sai thì trái đất đã toàn với Boros rồi. Vẫn còn nhiều lần khác mà Sai Hói đã bị Tatsumaki xem thường, nhưng mình chỉ nói đến lần Thánh Sai xuất hiện trong cuộc họp với S-Lad mà thôi. Vì nếu nói thêm, video sẽ rất dài. Chính vì thế mà chúng ta hãy đến với lần Saitama bị coi thường tiếp theo nhé. Đồng đế cứu Saitama trong trận Phoenix Man. Cái này chỉ là đồng đế sợ Saitama chết chứ không hẳn là xem thường đâu nhé. Mặc dù chính đồng đế là người mới được Thánh Sai giúp đỡ và chiến thắng được Phoenix Man, thế nhưng đồng đế đã có ý định xem thường Saitama khi nói rằng sao Saitama lại ở một nơi nguy hiểm như vậy vì anh chỉ mới là một anh hùng lớp B. Mặc dù có vẻ đồng đế đang khinh thường sức mạnh của Thánh Sai, nhưng như lúc nãy mình đã nói thì đồng đế giống như là đang lo lắng cho Saitama nhiều hơn, vì cậu nghĩ rằng Thánh Sai không đủ sức chiến đấu với các quái vật nên chúng sẽ rất nguy hiểm nếu anh hói vào sâu trong trụ sở Hiệp hội Quái vật.
Sau đó, mặc dù đã tận mắt chứng kiến Sai Hói tung một đòn đấm hạ cả hai tên ninja đến từ làng và chúng đều là tội phạm cấp S, nhưng đồng đế lại cho rằng cả hai bị súng điện làm ngất chứ không phải là do cú đấm của Saitama. Và sau khi đàn tụ với Watchdog Man thì đồng đế đã đề nghị đưa cả Saitama và Waganma khỏi vùng nguy hiểm và lên trên mặt đất. Saitama bị băng củ chuối xem thường trong phần OVA. Đây là lần Saitama bị xem thường khá là hài hước, mà những kẻ xem thường thánh chọc lúc này là những người có siêu năng lực, tính đi cướp, nhưng siêu năng lực của họ lại vô cùng yếu ớt. Cả ba đã có một bàn tấu hài cười nghiêng cười ngã khi mà hết tên này đến tên khác tự hại chính đồng bọn của mình bằng chính năng lực tâm linh của mình. Saitama đã vô tình chạm mặt băng củ chuối khi đi vệ sinh tại nhà vệ sinh công cộng, và sau khi giới thiệu mình là anh hùng thì cả ba tên này đã định hội đồng Saitama trước khi đi cướp xem như khởi động. Ai ngờ đâu ba tên lại tự giẫm chân lên nhau, khi mà tên dùng được siêu năng lực hỏa độn thì lại làm cháy nón tên dùng băng độn, còn kẻ có thể kêu gọi chim với số lượng vài con thì lại không thể giúp được gì. Cuối cùng, cả ba cùng nhau bị lửa bao trùm và phải nhờ đến Saitama giúp đỡ. Vậy mà sau khi được thánh sai cứu giúp, cả ba lại còn tỏ ra xem thường thánh sai khi nói anh là một anh hùng quen, khiến cho Sai Hói suýt tí nữa cho cả băng củ chuối biết thế nào là lễ hội nếu như không có sự xuất hiện của con quái vật run đất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Nếu xem đến đây thì ngại gì mà không để lại một like, một đăng ký giúp mình và share video để ủng hộ mình nhé. Và cũng đừng quên để lại bình luận của các bạn ở phía bên dưới nhé. Và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo của mình. Tạm biệt.